Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sera Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con mới về được một lô nghênh xuân rừng đó, thì em tranh thủ buổi chiều quay clip để đăng bán cho các bác luôn đó. Thì bữa nào hồi bữa có bác nào mà đặt mua nghênh xuân thì nhanh tay nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề để đặt mua nha. Thì hôm nay chỉ có mấy phần này thôi, 1, 2, 3 9 phần này thôi đó, thì các bác nhanh tay nhắn tin nha. Thì nghênh xuân thì một số nơi hay còn gọi là ngọc điểm hoặc là đai châu đó. Cái thằng nghênh xuân này thì là giống rừng nên cây nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi các bác, chứ nó không có lớn như là mấy cái hàng mà trồng nhà hoặc là hàng bắp trụ đó. Cây nhỏ nhưng mà chơi hoa rất là ok đó, các bác xem đây, cái này là cái quả của cái đợt hoa hồi Tết đây đó, cây nhỏ nhỏ nhưng mà hoa rất là sai. Đó. Em chia sẵn ra rồi, một phần thì tầm cỡ 7, 8, 9, 10 cây gì đó, đó tầm đó, thì em chia đều ra hết. Đó. Thì các bác nhắn tin thì nhắn tin số phần muốn mua và gửi tin nhắn tới số em điện thoại em để trên tiêu đề đó, kèm theo họ tên và địa chỉ. Một phần thì như này, thì em bán là 250 ngàn nhé các bác, 250 ngàn một phần. Rồi, thì các bác nào mà muốn mua thì nhanh tay nhắn tin nhé. Hôm nay chỉ có tầng đây thôi. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.